Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Camo của mình. Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi vì dạo gần đây các bạn, khi mà các bạn bán Star các bạn bị lừa rất là nhiều. Lý do là nó mua giá cao và không qua trung gian, cho nên là khi các bạn chuyển á, thì bị mất. Hoặc là trường hợp thế này, tức là nếu như các bạn á, trôi vào cái nhóm Telegram của mình. Đây là các bạn, cái nhóm Star Network VA này nè ha. Thì các bạn cho vào đây, các bạn gặp những người hay mua, các bạn tưởng là họ, cho nên cuối cùng các bạn bán và các bạn tin tưởng, cuối cùng là bị lừa. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người ở đây á, các bạn nó giả, ví dụ nó giả cái người này đi, thấy không, Dứt Trần Văn này nè, nó chẳng hạn, nó giả người này, nó giả nhiều nít các bạn, nó giả y chang luôn, cho nên các bạn lầm và cuối cùng là các bạn bán cho họ thì bị lừa. Cho nên để chống cái trường hợp bị lừa như thế này á, mình đã làm cái cách thế này. Đây là các bạn đó các bạn, khi mà các bạn đi vào các bạn bán á, thì các bạn hãy xem ở bên tay trái này nè, bên tay phải các bạn có chữ manager hoặc là người thật cái này nè ha. Thì đương nhiên khi mà buôn bán các bạn cũng phải qua giao dịch trung gian thôi. Bởi vì mặc dù là ví dụ mình để người thật, nhưng mà chỉ là online trên mạng thôi các bạn, chứ chúng ta không có gặp bên ngoài. Vì thế cho nên là vẫn phải qua trung gian ha. Mình vẫn có làm trung gian miễn phí cho các bạn ha. Cho nên các bạn yên tâm. Tuy nhiên là các bạn muốn bán thì các bạn lựa những người thế này nè, có cái chữ bên tay phải như này nè, người thật nè, hoặc là manager ha, thì là ok nhất. Chứ nhiều khi cái nick giống y chang, ví dụ vẫn là cái nick đó luôn nhưng mà không có cái chữ kế bên mà do mình tạo ra thì thua các bạn, đó là nick giả đó. Cho nên là để phương pháp mà chống bán bị mất tài khoản á, mất tài sản Star đó, các bạn hãy chui vào cái nhóm này. Thì cái nhóm này á, mình để trên mô tả video bình luận đầu tiên ha. Các bạn chui vô, rồi các bạn hãy nick vào cái chỗ này ha, các bạn lít vào cái chỗ này nè, cái bài game nè, các bạn coi đó, thì các bạn sẽ thấy những cái này đó. Mình có ghi nè, anh chị em lưu ý thấy cái chữ manager hoặc người thật nằm bên phải cái tên S mới gắn vào để không bị giả mạo nhé, xem kỹ trước khi giao dịch đó, các bạn hãy xem không. Ví dụ các bạn thấy là những cái bạn này hay mua nè, những cái bạn này hay mua thì có chữ thằng người thật nè, thấy không. Rồi, hay mua nè, có chữ manager nè. Manager là người quản lý nhóm này, mà người quản lý nhóm này có thể xóa những tài khoản ảo, cho nên các bạn cứ phát hiện ai mà là tài khoản giả, tài khoản ảo, các bạn có thể báo những người này thì họ sẽ lock các bạn, lock những cái tài khoản ảo ra nha, không có cho ở trong nhóm, để cái nhóm này chắc chắn không có bị lừa. Cho nên là các bạn đi vô đây, các bạn nhóm này các bạn bán là yên tâm, không có sợ bị lừa nha. Đương nhiên người thật hay không thật gì hết, các bạn cũng phải qua trung gian. Nếu các bạn không qua trung gian thì có mất thì ráng chịu thôi, bỏ tay nha. Cho nên á, mình chỉ các bạn cái cách để các bạn không có bị lừa là bán những người như thế này ha. Rồi, thì nó đơn giản như vậy thôi các bạn, để cho các bạn là vô nhóm này các bạn bán rất là yên tâm và không sao hết ha. Và một điều nữa là các bạn, thì mình nhắc nhở các bạn là cái Star Network này á, nó chỉ còn vài ngày nữa thôi là giảm tốc độ các bạn. Bởi vì tầm khoảng 22 ngày là nó đạt 100.000 thành viên. Thì hiện bây giờ nó đã 1.9 triệu rồi các bạn. Và nó đã hết 17 ngày rồi. Tầm khoảng 5 ngày nữa là nó sẽ giảm tốc độ, mình đoán như vậy. Có thể sớm hơn nha. Cho nên là các bạn hãy đăng ký Star Network và đào ngay các bạn. Mã giới thiệu của mình thì vẫn là Picasso nha. Đây là các bạn, mã giới thiệu của mình đây nè. Ha, đây nè. Bỏ cho cộng đó nha. Đây nè, Picasso nha các bạn nha, gõ chữ Picasso vào ha, để vào và cho vào cái nhóm để mà có buôn bán hay KIC hay hỏi cái gì cũng dễ dàng. Các bạn đừng có hỏi trực tiếp lên đây, hỏi trực tiếp lên đây nó hạn chế đó các bạn, không có trả lời được nha, nó rất là khó trả lời cho các bạn nha. Hãy vô nhóm để mà hỏi, mình sẽ trả lời, hoặc là bình luận trực tiếp trên kênh YouTube á, mình sẽ trả lời dễ hơn nha các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Là nếu có gì thắc mắc bạn có thể bình luận dưới video hoặc để cho mình giải đáp các bạn nha.
Và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.